Này thiện hiện vị trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên pháp không quên mất thanh tịnh, vì pháp không quên mất thanh tịnh, nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vị trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh, vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh, nên quả vị độc giác thanh tịnh vì sao vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh hoặc quả vị độc giác thanh tịnh đều không hai không hai phần không phân biệt không đoạn diệt này thiện hiện vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh vì trí nhất thiết thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh vì sao vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh hoặc trí nhất thiết thanh tịnh hoặc quả vị độc giác thanh tịnh đều không hai không hai phần không phân biệt không đoạn diệt vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh tị. nên quả vị độc giác thanh tịnh vì sao vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh hoặc trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh hoặc quả vị độc giác thanh tịnh đều không hai không hai phần không phân biệt không đoạn diệt này thiện hiện vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên tất cả pháp môn đà la ni thanh tịnh vì tất cả pháp môn đà la ni thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh vì sao vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh hoặc tất cả pháp môn đà la ni thanh tịnh hoặc quả vị độc giác thanh tịnh đều không hai không hai phần không phân biệt không đoạn diệt vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên tất cả pháp môn tam ma địa thanh tịnh vì tất cả pháp môn tam ma địa thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn tam ma địa thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên dự lưu quả thanh tịnh, vì dự lưu quả thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc dự lưu quả thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên nhất lai bất hoàn A-la-hán à quả thanh tịnh. Vì nhất lai bất hoàn A-la-hán à quả thanh tịnh, nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc nhất lai bất hoàn A-la-hán à quả thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh vì tất cả hạnh đại bồ tát thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh vì sao vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh hoặc tất cả hạnh đại bồ tát thanh tịnh hoặc quả vị độc giác thanh tịnh đều không hai không hai phần không phân biệt không đoạn diệt này thiện hiện vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư phật thanh tịnh vì quả vị giác ngộ cao tột của chư phật thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh hoặc quả vị độc giác thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hết quyển thứ 283.